Động lực nào giúp chị vượt qua được khó khăn trong công việc à? Chị có vượt qua được đâu em. Trời ơi, ngày nào cũng mệt chết mẹ luôn á. Am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt. 10 Wochen nur das Deck geschrubbt. Hab die Welt verflucht, in den Wind geschwuppt. 小红书